Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Nghe Thanh Vi nói con trai đang bị bệnh, làm người mẹ như bà Hà Thủy bỗng cảm thấy không vui. Bà cứ hết đi ra rồi lại đi vào, cuối cùng nói với Thanh Vi: "Bà muốn đến thăm cậu hai, xem tình hình bệnh tật thế nào. Vậy ai chăm nó ở trong ấy?" Biết rằng bà đã hỏi câu này, nhưng cô vẫn trả lời: "Dạ, cháu thuê bác sĩ chăm sóc ạ." "Ừ, bà có nghe con nói rồi nhưng lại quên. Già rồi cứ lẩm cẩm như vậy đấy." "Rồi suy nghĩ thế nào?" bà nói tiếp. "Vậy con đưa bà đến đó nhé." "Dạ được." Hai bà cháu đến nơi thì ông Hòa đang ngủ, nên Thanh Vi ngồi ngoài chờ, còn bà Thủy thì đến bên giường và ngồi xuống cạnh con. Nhìn khuôn mặt xanh tái của con mà bà cảm thấy đau lòng. Rồi bao nhiêu nỗi giận hờn tưởng chừng có thể từ mặt con bỗng nhiên tan biến hết. Ông Hòa bỗng cựa mình rồi tỉnh giấc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Thấy con trai có ngồi dậy thì bà ấn vai nằm xuống và nói: "Con mệt thì cứ nghỉ đi, sao mà khổ vậy?" Khuôn mặt đã đẫm nước mắt, ông Hòa thều thào: "Con xin lỗi mẹ." "Xin lỗi? Mày tưởng chỉ cần một câu xin lỗi là xong hay sao? Mày xin lỗi vợ mày, nếu không có con Sáu thì tao với ba tụi bay còn có ngồi đây được không?" "Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi." Nói rồi ông khóc nức nở. Bà Thủy thấy tuy con đang bệnh, nhưng một khi nghĩ đến những việc mà con trai đã làm thì bà không dằn được cơn tức giận. Bà hỏi, tuy cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường, nhưng ông Hà biết mẹ đã giận lắm. "Nó đâu? Để tao xem mặt ngang mũi dọc thế nào mà mày dám bỏ cả cha mẹ và con đi theo nó." Ông Hà im lặng, mà không im lặng thì ông biết nói cái gì đây, khi tất cả lỗi là tại ông. Nhưng không ngờ sự im lặng của ông lại làm cho bà Hà Thủy càng thêm bực tức. Bà dằn từng tiếng: "Nó đâu? Con đấy đâu? Nghe nói nó chăm mày lắm cơ mà. Vậy tại sao bây giờ lại nằm còng queo một mình như vậy hả?" Ông Hòa vẫn im lặng. Ông biết trả lời thế nào đây khi chính ông còn đang thắc mắc. Tại sao mấy ngày nay mà cô ta không đến? Có bao giờ cô ấy giận vì ông không nói với các cháu gái Thanh Vi cho cô ta chuyển đến đây ở với ông không? Nhắc đến Thanh Vi, ông mới hỏi nhẹ: "Mà tại sao mẹ lại biết con ở đây mà đến thăm?" "Không những biết mà còn chuyển đến nhà ở luôn rồi." "Không được đâu mẹ ơi." Biết mình nói hớ nên ông vội im bặt. Bà Hà Thủy lấy làm ngạc nhiên: "Tại sao lại không được?" Câu hỏi khó làm sao mà ông trả lời được, khi cô ấy muốn được về chung sống với ông, trong khi cha mẹ và vợ con ông cũng đến ở thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rõ ràng mọi chuyện sẽ không đơn giản. Mấy ngày nay ông rất muốn gặp cô ấy mà không biết bằng cách nào. Gọi điện không được, nhắn tin cũng không trả lời. Bây giờ ông chỉ biết lấy cớ không khỏe để khỏi phải trả lời chứ chẳng còn cách nào nữa. Bà Hà Thủy nói một hồi mà không thấy con trả lời thì quay sang nhìn. Hóa ra ông Hòa đã quay mặt vào tường và đang ngủ, lặng lẽ rời phòng và không quên đóng cửa lại. Ra đến ngoài hành lang thì bà thấy Thanh Vi đang nói chuyện với ai đó. Chờ một lúc, cho cô nói chuyện xong thì bà lại gần định nói chuyện, nhưng chưa kịp hỏi thì Thanh Vi đã lên tiếng trước. "Cậu hai có nói gì không bà?" "Nó thì dám nói gì, mà người bà muốn hỏi chính là cháu. Con có bẩn không? Hay bà cháu mình xuống căng tin tìm gì đó ăn? Đói bụng rồi đây này." Lúc này Thanh Vi mới nhớ ra chưa ăn gì nên gật đầu. Hai bà cháu sau khi gọi đồ ăn xong thì bà Hà Thủy mới hỏi cháu gái: "Bà muốn biết những gì đã xảy ra, kẻ nào dám sát hại cha mẹ của cháu?" Thanh Vi im lặng, cô không muốn bà của cô tuổi đã cao lại phải nghe những chuyện đau lòng. Dù sao mọi chuyện cũng đã xong,
kẻ thù ác cũng đã bị bắt. Bà ta sẽ phải chịu sự hình phạt của pháp luật. Một lúc sau, với giọng thật buồn, cô trả lời. Con không trả lời câu hỏi này có được không? Bà Hà Thủy giọng cũng nghẹn ngào. Ừ, con không muốn nói thì bà cũng không hỏi nữa. Vậy, còn chuyện cậu hai mày có người phụ nữ bên ngoài thì con có biết không? Dạ, con cũng mới biết mấy ngày hôm nay thôi. Khi con đến thăm cậu hai thì bà ta ở đó. Cô ta là người như thế nào? Bà muốn gặp có được không? Cô ta bị bắt rồi. Sao lại bị bắt? Thanh Vi bắt đầu kể cho bà nghe về việc cô ta lẻn vào nhà, thậm chí cho giang hồ bám theo xe khi cô muốn đi tìm bà, rồi cô kết luận. Còn chuyện cô ta đi tìm để làm gì thì con cũng không biết. Bà Hà Thủy nói rít qua kẽ rằng, con không biết nhưng bà biết, cái thứ đàn bà chỉ đi cướp chồng người ta thì không xài được. Loại đấy phải cho voi dài ngựa xéo mới xứng. Thanh Vi thấy bà tức giận nói rất nhiều thì cô bắt đầu lo sợ nên ngập ngừng. Con xin lỗi bà bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Thủy cố nở nụ cười, cốt để cháu yên tâm. Đừng coi thường bà nghe con. Đúng là cha nào con ấy. Biết mình lỡ lời nên bà im bặt. Nhưng chính câu nói đó lại khiến cho cô tò mò. Bà nói vậy là sao ạ? Không nhẽ ngày xưa ông cũng... Chứ sao? Ông mày cũng bị một con chó cái rủ dỗ. Khi bà phát hiện thì rủ nhau đi trốn. Nhưng bà Hà Thủy chứ không phải nhỏ sáo dễ qua mặt. Bà tìm đến nơi đánh cho một trận tơi bời. Còn để cho con kia một vật kỷ niệm nhớ đời. Ông mày sợ chết khiếp. Giờ có cho tiền ông cũng không dám. Dạ, mặc dù con chưa lập gia đình nhưng con ghét nhất là chuyện ngoại tình. Nếu chồng con mà như vậy thì coi chừng. Cô đang nói thì bỗng dừng lại bởi điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thì Trần Kiên gọi nên cô không nghe. Thấy như vậy thì bà Hà Thủy thắc mắc. Ai gọi mà cháu không nghe? Dạ, anh Kiên. Kiên là người nào? Anh ta ở đâu? Gọi cho cháu có việc gì mà cháu không muốn nghe điện thoại? Thanh Hà kể cho bà nghe, anh ta chính là người đã mang cô ra khỏi nhà ngay cái đêm hôm đó. Nghe vậy thì bà Hà Thủy nói, người ta cứu cháu thì cháu phải biết ơn chứ, tại sao lại không nghe máy? Nhưng gia đình vợ anh kéo đến mục đích tống tiền cháu. Họ nói rằng cháu phải đưa một khoản tiền mà anh Kiên đã nuôi cháu trong vòng 10 năm. Cháu không đồng ý, vì người nuôi cháu, thậm chí nuôi cả anh ấy, chính là cha mẹ nuôi người Nhật. Bây giờ lại còn kéo đến không biết để làm gì. Suy nghĩ một hồi, bà Hà Thủy nói, đưa điện thoại đây, để bà nghe. Nhưng Thanh Vi chưa kịp nghe điện thoại thì điện thoại của bà cũng đã đổ chuông. Nhìn màn hình thì bà thốt lên, con Sáu gọi, không biết có chuyện gì. Chỉ cần nghe đến đó thì Thanh Vi biết ngay rằng gia đình nhà vợ anh Kiên lại kéo đến gây khó dễ với cô. Ơn nhất là cô gái Hai Lý, không biết anh Kiên yêu cô ta điểm nào mà chỉ thấy sự ngang ngược, pha một chút trợ búa. Bà Hà Thủy đứng dậy và kéo tay cô. Về nhà thôi. Thanh Vi như một cái máy đi theo bà ra ngoài. Khi hai người về đến nhà thì đúng như cô dự đoán, một chiếc xe 7 chỗ biển 65 đang đậu trong sân. Nhưng vì Vi đi vắng nên khóa cửa, chính vì vậy mà họ không vào được, chỉ đứng ngoài sân chỉ trỏ. Thấy hai bà cháu đi về thì cô Hai Lý sấn sổ đi tới nhưng bị Hà Thủy giơ tay ngăn lại. Miệng bà rít lên từng chữ. Cô đi đâu? Đây không phải cửa chợ mà cô muốn đi đâu thì đi. Cô ta cũng không vừa. Bà là ai? Tôi cần gặp chủ nhà. Tránh ra và đừng có trách tôi vô lễ. Tôi là chủ nhà ở đây. Cô muốn gì? Thật nực cười. Già rồi thì ngồi một chỗ cho người ta nhờ. Đừng có đứng đây mà nói linh tinh nhức đầu. Bà Hà Thủy thấy cô ta ngang ngược thì tỏ ra tức giận, dùng tay giật phăng cái khẩu trang mang trên mặt. Bà chỉ vào mặt cô ta và rít lên. Con danh kia, mày có cha mẹ mà không được dạy dỗ đi ra đường ăn nói sàng quyên. Nếu cha mẹ mày không dạy được mày, để tao dạy.
Bà nói tôi không có người dạy thì bà cũng già rồi mà không có lớn. Bà thử nhìn lại mình xem có nổi với tôi không? Đúng là cái loại già mất nết. Không hiểu sao mẹ cô ta là bà Tư Lành, khi nhìn rõ mặt bà Hà Thủy thì mặt mày xanh lét. Thấy người hai người cãi nhau thì vội kéo tay con vào năn nỉ. Về thôi con ơi. Nhưng cô ta cũng không bình tĩnh. Khi thấy mẹ cứ túm tay kéo về phía mình thì bực mình vung tay đẩy mẹ ra phía sau, làm bà Tư Lành té ngồi xuống đất. Lúc này bà Hà Thủy vội đi đến kéo cái khẩu trang ra rồi cười ha ha. Hèn gì, mẹ đĩ, làm sao có con ngoan. Chẳng nhẽ mày chuyên đi làm đĩ quyến rũ chồng người còn chưa đủ nhục hay sao mà đến đời mày cũng như vậy. Bà vừa nói gì? Bà nói ai là đĩ? Mày muốn biết thì hỏi bà ấy. Nếu không tin nữa vạch tóc lên cho mọi người xem vết sẹo mà tao rạch ngay bằng tay trái đấy. Hai Ly cứng họng, không hiểu tại sao bà già này đã biết mẹ cô vết sẹo ngay sát vành tay trái. Chắc chắn hai người thời trẻ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ cô ta cũng không đủ thời gian để nói đến mấy chuyện đó. Cô ta đang cần tiền và nhất định sẽ phải có tiền mới về. Quay sang bà Hà Thủy, cô ta chuyển hướng khác nhằm giải thoát cho mẹ. Bà giỏi thì gọi cháu bà ra đây. Tưởng đi trốn mà xong việc à? Hôm nay mà không lấy được tiền thì tôi mắc mùng ngủ ở đây cũng nên. Tao đố mày đấy, cứ thử xem. Cái đồ bà già mắc dịch, bà khỏi phải đố. Thanh Vi đi vào nhà lục tìm giấy tờ xét nghiệm kết quả ADN của Trần Kiên đưa cho anh ta. Đúng lúc cô nghe thấy cô ta nói bà mình là mắc dịch thì nổi nóng xông đến đạp thẳng vào bụng cô ta. Quá bất ngờ và đau đớn, cô ta gào lên gọi Trần Kiên. Anh chết dấm chết rúi ở đâu vậy hả? Hắn giết tôi rồi đây này. Trần Kiên nghe tiếng kêu của vợ thì vội xông đến. Lúc đó Thanh Vi cũng không giữ nổi bình tĩnh, tiếp tục ra đòn thứ hai. Anh vội xông lại, vừa đỡ vừa nói. Thanh Vi, em nên dừng lại. Hồi giờ anh lặng im không nói vì muốn để cho hai người đàn bà giải quyết. Nhưng em đánh vào anh là sai rồi. Thanh Vi vẫn chưa dừng lại. Cô xông đến Trần Kiên như muốn trút hết sự giận dữ. Anh trả lời cho tôi. Vì ai mà cô ta đến đây? Đã một lần tôi im lặng, không nói. Nhưng lần này xúc phạm đến bà ngoại của tôi thì tôi nhất quyết không tha. Anh khôn hồn thì tránh ra, không thì đừng có trách. Anh không tránh, em giỏi thì em tránh đi. Câu nói của Trần Kiên chưa thoát khỏi miệng của một cú đấm như trời giáng về phía anh. Lần này có vẻ cũng hết kiên nhẫn nên bắt đầu ra đòn về phía cô. Bỗng một cú đạp trúng vào lưng anh từ phía sau với một lực rất mạnh, khiến cho Trần Kiên té sấp xuống, miệng đầy máu. Nhưng vấn đề là làm tất cả ngạc nhiên khi anh chắp tay chắp miệng van xin. Xin sư phụ tha cho tôi. Những người có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên, bởi lúc đó Thanh Vi đang đứng ở phía trước. Vậy ai là người đã ra đòn đánh anh ta? Hơn nữa, anh ta luôn miệng xin tha tội. Chỉ có Thanh Vi là hiểu, và cô gào lên. Asaki, anh đã về đúng không? Trả lời câu hỏi của cô chỉ có tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây. Tiến lại phía Trần Kiên, cô đưa cho anh một tờ giấy rồi nói. Đây là việc làm cuối cùng mà Asaki đã làm cho anh. Xem như một món quà, nhưng đáng tiếc, món quà đó cho anh lại vào trong hoàn cảnh này. Hy vọng từ nay về sau, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Bởi vậy mới nói, tất cả cũng chỉ vì tiền mà người ta sẵn sàng vứt bỏ đi mối ân tình không thương tiếc. Thật không ai hiểu được lòng người. Chỉ khi nào xảy ra chuyện thì mới bộc lộ bản chất của họ mà thôi. Đang ôm bụng quằn quại dưới đất, nhưng khi thấy Thanh Vi đưa cho Trần Kiên một tờ giấy và nói là món quà, thì cô nàng Hai Lý lại tưởng tờ giấy chuyển nhượng hoặc đất đai nên vội nhào tới để giật lấy. Nhưng cô ta chợt hét lên đau đớn khi bị một hòn đá từ đâu bắn vào với một lực rất mạnh, vội buông tờ giấy ra và ôm lấy bàn tay tỏ vẻ đau đớn. Lúc này cô ta bỗng cảm thấy sợ khi nhìn thấy xung quanh không một ai khác ngoài Trần Kiên và Thanh Vi. Cô ta hét lên. Có ma, nhà này có ma. Thanh Vi cười mỉa mai. Ma thường xuất hiện ban đêm chứ sao lại xuất hiện ban ngày. Nhưng với cô
thì có khi cũng có đấy. Cô ta quắc mắt lên nhìn rồi buông lời đe dọa. Cô coi chừng tôi, cú đạp ngày hôm nay tôi không bao giờ bỏ qua. Thanh Vi cười. Vậy thì tôi sẽ phải đạp một cái nữa cho cô nhớ luôn thầy. Vừa nghe thấy thế thì Trần Kiên ngăn lại, anh quay sang và quát vợ. Em im đi có được không? Con nổi người ta không mà lúc nào cũng tỏ ra ngang ngược, chỉ bắt đạt mấy cái bà trợ là giỏi. Cô ta liếc ánh mắt sắc như dao về phía Trần Kiên, giọng rít lên nghe lảnh người. Anh bênh người ngoài chứ gì? Uổng công tôi chờ anh hàng chục năm trời. Nếu không vì đứa con thì tôi đã đi tìm hạnh phúc mới rồi. Thì anh cũng có nói gì đâu. Nhưng đây là nhờ người nhà ta. Nhưng đây là nhà của người ta. Nên em cũng một vừa hai phải thôi. Thấy Trần Kiên có vẻ lép vế, Thanh Vi lên tiếng. Thật thất vọng vì anh quá. Nghe nói trước đây anh có một mối tình rất đẹp. Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì tôi mới hiểu rằng tình yêu đẹp của các người là như thế nào. Nhưng thôi, chuyện gia đình anh tôi không can thiệp. Anh đọc cho kỹ tờ giấy rồi sẽ biết phải làm cái gì. Thanh Vi nghe nhắc đến tờ giấy, Trần Kiên vội mở ra xem rồi ném về phía Hải Lý. Hai mắt quắc lên tỏ vẻ giận dữ tột độ. Cái gì thế này? Cô trả lời ngay cho tôi. Thật kỳ lạ. Hải Lý đọc tờ giấy và không hề tỏ ra ngạc nhiên mà rít lên từng câu cay đắng. Đúng. Giờ thì tôi cũng không hy vọng kiếm được tài sản từ anh, nên tôi cũng lật luôn bài ngửa cho nó nhanh. Thằng chính không phải là con anh mà là con người khác. Chỉ có thằng ngu, bất tài như anh thì mới không nhận ra điều đó mà thôi. Trần Kiên thẳng tay tát như trời giáng vào cái miệng đang cong cớn của cô ta. Ôm mặt tỏ ra đau đớn, nhưng cô ta không khóc. Hai mắt giáo hoảnh, hết nhìn Thanh Vi, lại nhìn Trần Kiên, rồi gằn từng chữ. Các người cứ nhớ lấy ngày hôm nay, các người sẽ phải hối hận ấy. Nói xong cô ta tiến về phía trước xe có bà Tư Lùng đang ngồi chờ sẵn rồi chạy bộ. Bỏ mặc Trần Kiên ngồi như hóa đá giữa sân. Thanh Vi cũng lắc đầu đi vào trong nhà. Lúc này như chợt nhớ ra chuyện gì, anh ta vội chạy theo nắm tay cô vào năn nỉ. Vi ơi, anh sai rồi. Vùng mạnh tay ra khỏi tay anh ta, cô gằn giọng. Muộn rồi. Tôi không ngờ anh lại là cái con người hèn mặt đến như vậy. Bộ trong đầu anh chỉ nghĩ đến tiền hay sao? Không phải. Em hiểu và thông cảm cho anh. Tại cô ta ép anh phải có tiền thì mới được nhận con. Anh thương thằng bé. Thanh Vi chưa kịp trả lời thì bà Hà Thủy từ sau đi ra. Nghe thấy thế liền hỏi. Ủa? Vậy 10 năm gặp lại rồi cô ta cũng chỉ thằng bé nói là con anh mà anh cũng tin hay sao? Anh trông cũng sáng sủa mà ngu dốt như vậy. Bây giờ yêu cầu anh đi giùm, đừng làm việc đến cháu tôi nữa. Hãy để cho nó yên. Nhưng cháu biết đi đâu. Bà ơi, cháu sai rồi. Anh đi đâu là việc của anh, không có liên quan gì đến tôi. Tôi mong anh hiểu rằng nơi này không có chỗ cho anh. Nghe bà Thủy nói như vậy và không thấy Thanh Vi lên tiếng thì Trần Kiên hiểu rằng mình không có cơ hội. Anh ta lững thững đi ra ngoài như người mất hồn. Thanh Vi không bận tâm anh đi đâu mà quay vào nhà. Việc bây giờ cô muốn biết là sự xuất hiện của Asaki. Cô thắc mắc hiện giờ nếu anh đã trở lại Việt Nam thì tại sao lại không gặp cô? Rõ ràng chỉ có cô và Trần Kiên hiểu. Người vừa ra đòn cảnh cáo Trần Kiên chính là anh. Nhưng hình như có vẻ như anh không cần đến cô nữa. Nếu vậy thì đi theo và bảo vệ cô làm cái gì? Nước mắt cứ thế chảy sữa khuôn mặt. Thật tình khi nghĩ đến bóng dáng của Trần Kiên lững thững đi ra cổng của mình trong tuyệt vọng thì cô cũng thấy thương. Bởi dù sao thì anh ấy cũng là người tốt. Nhưng cũng chỉ vì anh ấy không có lập trường nên để cho cô ta làm những chuyện mất hết tình nghĩa. Thật chẳng ra làm sao. Chợt nhớ đến bà Yasu, tại sao cô lại không gọi điện hỏi thăm sức khỏe, đồng thời điều tra về Asaki luôn. Nghĩ là làm, Thanh Vi lấy điện thoại gọi cho mẹ nuôi. Alo, mẹ ơi. Cô không phải đợi lâu, từ đầu dây bên kia, tiếng của bà Yasu vô cùng mừng rỡ,
Ôi con gái, lâu nay con đã quên mẹ rồi à? Dạ, con xin lỗi. Bà Yasu cười hiền từ. Mẹ không trách con đâu, con quá bận mà. Mặc dù rất muốn hỏi về Asaki, nhưng cô không dám lên tiếng, sợ bà Yasu sẽ hiểu nhầm. May quá, đúng lúc đó cô nghe thấy trong máy có tiếng của Asaki chào mẹ. Mẹ đang nói chuyện với ai đấy? Bà Yasu cười và trả lời con trai. Mẹ nói chuyện với ai thì con hỏi làm gì chứ? Asaki cũng cười. Thì con thấy mẹ cười hiền từ, rất vui nên con hỏi thăm. Và bà Yasu nói với cô. Asaki về rồi, con có nói chuyện không? Mặc dù rất muốn và trong đầu có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng không hiểu sao lúc này Thanh Vi lại trả lời là không. Cô cười. Dạ thôi, con đang bận một chút. Thấy mẹ khỏe là con yên tâm rồi. Ừ, con bận thì thôi làm việc đi, mẹ cúp máy đây. Bà Yasu đã cúp máy từ lâu mà cô vẫn còn ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Như vậy chứng tỏ Asaki vẫn còn đang ở bên Nhật. Vậy thì người ẩn danh ra tay với Trần Kiên là ai? Không chỉ mình cô mà ngay Trần Kiên cũng nhận ra anh và xin sư phụ tha thứ. Những ngày anh về nước, cô bỗng cảm thấy trống vắng và có phần hụt hẫng. Cô tự trách mình tại sao lúc đó lại không nói chuyện với anh, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm. Nhưng cô đã không làm như vậy. Một chút tự ái và hay tủi thân của phái nữ khiến cô không muốn gọi cho anh trước. Hóa ra cô phải hạ mình lắm hay sao? Cho dù phải về gấp vì visa hết hạn, nhưng tại sao anh không gọi cho cô khi đã về đến nơi? Trong đầu cô có nhiều sự mâu thuẫn. Cô nhớ anh chỉ cần nghe được tiếng nói cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng cô lại không muốn gọi cho anh. Chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì nữa. Chợt điện thoại đổ chuông, nhận ra Duy Hùng đang gọi nên cô nghe máy. Alo, anh gọi cho em có gì không? Nghe câu nói của Thanh Vi thì Duy Hùng có vẻ hơi hụt hẫng. Anh buồn rầu và hỏi lại. Vậy theo em thì phải có chuyện gì mới được gọi cho em hay sao? Ý em không phải là như thế. Bởi đầu tháng em mới đi làm. Thế anh gọi cũng hơi bất ngờ. Mà có chuyện gì không ạ? Anh không thấy em đến công ty thì gọi cho em. Nhưng mà nếu em bận thì thôi. Không ngờ cô Sáu đang dọn dẹp, nghe thấy thế liền nói. Cậu Hùng thương cô đấy. Không thấy cô đi với cậu Asaki đến công ty. Tôi thấy cậu vào toilet mà khóc. Thanh Vi ngạc nhiên. Anh ấy khóc á? Cháu và anh em mới gặp lại thì tình cảm sâu đậm đến mức nào mà anh phải khóc? Cháu thích người giỏi và mạnh mẽ như Asaki kìa. Chứ như Trần Kiên hay anh ấy thì chỉ ăn đòn của cháu thôi nhỉ. Đàn ông không tin được đâu cô ạ. Miệng họ nói, nhưng việc họ làm là khác nhau. Thanh Vi cười. Cháu không hiền lành và dễ bắt nạt như Sáu đâu. Lơ mơ là cháu quýnh luôn đó. Nhìn cô Vi nhảy lên đạp vào bụng cô Lý mà đẹp lắm. Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, chứ cứ như tôi thì khổ lắm. Thanh Vi im lặng, nhìn cô Sáu, rồi lại nghĩ đến cô bồ trẻ của ông Hòa, thật là một trời một vực. Cô Sáu hiền lành chất phác bao nhiêu, thì cô ta lại dữ tợn bấy nhiêu. Nghĩ đến đây cô lại nhớ Asaki. Chính anh lập mưu bắt cô ta, và cũng chính anh nói với cô bằng mọi giá phải nói chuyện mời cô Sáu về nhà. Cứ nghĩ đến anh thì cô lại nhớ và nước mắt cứ thế tuôn ra đẫm ướt khuôn mặt. Cô Sáu mãi nói chuyện mà không thấy Thanh Vi trả lời, và bỗng thấy cô cháu gái xinh đẹp đang khóc thì ngạc nhiên. Sao vậy con? Khẽ ngửa mặt lên như muốn nuốt những giọt nước mắt đang nghẹn nơi cổ. Cô trả lời mà giọng khàn đặc. Dạ, không có chi. Hãy xem cô Sáu như mẹ con mà nói ra những nỗi lòng. Sáu không được mạnh mẽ như người ta, nhưng dù sao Sáu cũng có thể đưa ra những lời khuyên giúp con giải tỏa những uất ức ở trong lòng. Thanh Vi bắt đầu kể cho Sáu nghe những suy nghĩ của mình về Asaki. Nghe xong cô Sáu chỉ cười mà không nói gì. Thấy thế làm Thanh Vi ngạc nhiên. Sao Sáu lại cười? Con đang buồn muốn chết đây này, ở đó mà cười người ta. Sáu cười vì con quá ngây thơ. Nếu anh chàng người Nhật cứ mãi là cái bóng cho con dựa, thì con có lớn được lên không? Con thử nghĩ xem,
tất cả mọi chuyện đều do cậu ta làm. Vậy nếu một ngày mà không có cậu ta trong cuộc đời thì con sẽ làm cái gì? Vậy bây giờ con phải làm thế nào ở sáu? Hãy từ bỏ cái tôi và gọi điện cho cậu ấy. Không phải cứ gọi điện trước là thua thiệt. Con trách cậu ta tại sao không gọi cho con. Vậy còn con thì sao? Con không có một chút sốt ruột hay lo lắng gì sao? Một khi bản thân mình còn chưa tròn thì con cũng đừng nghĩ người khác phải theo ý mình. Con sai rồi Sáu ơi. Vậy thì được rồi, Sáu ra ngoài để con nói chuyện nhé. Nói xong không cần chờ cô trả lời, cô Sáu lẳng lặng đi ra ngoài và khép cửa. Còn lại một mình, Thanh Vi lấy điện thoại gọi cho Saki. Nhưng cô chưa kịp bấm số thì anh đã gọi đến. Quá bất ngờ khiến cho cô xúc động và òa khóc nức nở. Alo. Asaki hốt hoảng. Em sao đấy? Tại sao lại khóc? Thử nói nghe xem người nào to gan dám chọc vào em. Em nhớ anh. Chỉ ba chữ mà cô vừa thốt lên làm cho trái tim của Asaki như mềm lại. Anh chờ đợi câu này lâu lắm rồi. Thậm chí nó còn ý nghĩa hơn cả ba chữ em yêu anh. Mà bất kỳ đôi tình nhân nào cũng có thể nói được với người yêu của mình. Em nhớ anh có nghĩa là trong tim cô luôn có hình bóng của anh. Bất kể lúc làm việc hay ở trong giấc ngủ thì cô vẫn luôn nhớ về anh. Với anh như vậy là quá đủ. Hai người im lặng, ngay chính cả Asaki cũng tỏ ra xúc động. Dù không nói ra, nhưng chỉ một thời gian ngắn xa cô mà anh nhớ quay quát. Ban ngày bận rộn thì không nói, nhưng mỗi khi đêm về thì anh lại không tài nào ngủ được. Bởi vậy mới nói, chỉ có những lúc xa nhau mới hiểu rõ nhất tình cảm của mình. Phải một lúc lâu thì anh mới lên tiếng, nhưng giọng nói cũng đã lạc đi. Anh nhớ em lắm Vi ơi. Cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng khóc, Asaki thì thầm vào tai cô những lời yêu thương nhớ nhung trong những ngày anh về nước. Khi ở bên nhau thì thấy bình thường, nhưng khi cách xa rồi thì anh biết rằng chính cô mới là cuộc sống của anh. Đầu dây bên này, khi nghe những lời anh nói, Thanh Vi chỉ biết khóc. Chợt cô nức nở. Anh sang Việt Nam rồi đúng không? Tại sao lại không gặp em? Em không chịu đâu. Bình tĩnh nghe anh nói, đợt này về nước anh phải giải quyết rất nhiều việc và phải chờ cấp visa nữa. Anh cũng rất sốt ruột và rất nhớ em. Anh nói dối. Rõ ràng anh đánh cảnh cáo anh Kiên, chỉ có anh chứ không phải là ai khác. Asaki cười. Thiếu gì người giỏi võ. Đó là võ sư Arata. Hiện nay anh ấy đang công tác ở Việt Nam. Anh có nhờ anh ấy bảo vệ em trong thời gian anh về nước. Vậy mà em cứ tưởng. Tưởng là anh đúng không? Nếu anh sang Việt Nam thì anh phải gặp em chứ. Thế vậy khi nào anh sang? Anh sẽ đến Việt Nam trước khi em đi làm, nếu sớm thì tuần sau. Em chờ anh. Buốt máy rồi mà Thanh Vi vẫn thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là cô chính thức nhận bàn giao của công ty. Chợt nhớ đến lời của cô Sáu về phó giám đốc Trương. Nếu ông ấy chỉ ngoại tình với chị Hằng phòng kế toán thì cô không tham gia. Bởi đó là việc riêng của họ. Trừ phi hai người làm một việc gì đó ảnh hưởng đến công ty thì cô mới quan tâm. Chợt cô nảy ra ý nghĩ, hay là thu xếp cho Trần Kiên vào làm ở một vị trí nào đó. Biết đâu anh ta lại giúp đỡ cho cô. Nghĩ vậy nên Thanh Vi lại điện cho Saki để hỏi ý kiến. Thế Thanh Vi lại gọi cho mình. Asaki hơi bất ngờ bởi anh vừa nói chuyện với cô, giờ không biết lại gọi cho anh có việc gì. Anh chủ động lên tiếng. Anh nghe. Thanh Vi kể cho anh nghe về Trần Kiên và tình hình vợ chồng anh ấy khi đọc xong tờ giấy xét nghiệm ADN. Nghe xong anh nói. Anh đã biết trước chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Với Trần Kiên và một người không có lập trường, bản lĩnh của anh ta để đâu mà để cho gia đình vợ kéo đến làm những cái chuyện không ra làm sao. Cho dù anh ta có ngồi im không lên tiếng đi cho nữa thì cũng thật sự là đáng trách.
với cô vợ. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt thì anh biết rằng cô ta cũng chẳng yêu thương gì Trần Kiên. Chẳng qua cô ta nhân tiện đây để may ra kiếm một cái cớ. Nhưng đâu phải dễ dàng như vậy. Chính vì vậy mà anh nhờ võ sư Arata, bạn anh bảo vệ em. Đúng rồi. Nếu như hôm đó võ sư Arata ra tay cảnh báo Trần Kiên, có khi vì nghe lời vợ mà anh ta trở thành đối thủ của em. Với ai chứ với Trần Kiên thì em cũng không sợ. Em đừng chủ quan, vì em là phái nữ nên cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Thanh Vy nói tiếp. Em cũng không ngờ cô ta trắng trợn tuyên bố đứa con trai không phải là con ruột của anh ta, rồi lên xe đi luôn. Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh sau. Vậy em gọi cho anh có chuyện gì? Anh đang ở văn phòng luật sư. Em chỉ muốn hỏi ý kiến của anh về việc em định bố trí cho anh kia một công việc gì đó ở công ty. Anh ta là một người không giữ vững lập trường, nên rất dễ gây ra tai họa nếu mà gặp kẻ xấu. Kẻ cũng tội anh ạ. Chính vì chưa nghĩ ra công việc gì cho phù hợp với anh ấy, nên em mới phải hỏi ý kiến của anh. Nghe xong Asaki nói. Em nói anh ta gọi điện cho anh, anh cũng cần phải cân nhắc chuyện này. Anh gọi đi, anh ấy lại xài số cũ rồi đấy. Anh không gọi, anh ta đang cần mình, thì phải gõ cửa mà xin. Không ai mang việc đến mà tận miệng dâng cho anh ta cả. Thôi nhá, anh đang bận một chút, anh sẽ gọi lại cho em sau. Nói xong anh tắt máy. Thanh Vy cũng ngồi suy nghĩ đến chặng đường sắp tới không hề đơn giản. Nghe Asaki nói như vậy thì cô không gọi điện mà nhắn tin cho Trần Kiên. Anh gọi điện cho Asaki, anh ấy sẽ giúp. Gọi bây giờ. Asaki bận rồi, anh gọi vào một lúc khác. Ok, anh hiểu rồi, cảm ơn em. Trong thời gian chờ Asaki bay sang Việt Nam, hơn nữa, cô cũng chuẩn bị phải đi làm, nên thời gian rảnh là cô nghiên cứu tài liệu của bà. Chính vì vậy cô cũng không có thời gian để mà quan tâm đến chuyện của ông Hòa. Trong những ngày này, việc chăm sóc ông ở bệnh viện vẫn là ông bà ngoại. Cô Sáu vẫn lặng lẽ làm việc và rất ít nói. Chỉ khi nào lên nhà với Thanh Vy thì hai cô cháu nói chuyện. Hôm nay ông Hòa ra viện nên ngay từ sáng cô đã dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng các món ăn mà trước đây ông Hòa thích ăn. Chỉ cần vậy thôi thì Thanh Vy cũng hiểu rằng tuy giận nhưng cô Sáu vẫn còn yêu chồng. Chẳng qua do người đàn ông bội bạc, chứ người phụ nữ này rất hiền lành, chịu khó như cô, không ăn ở ác với ai, chứ đừng nói gì là người chồng. Dù sao thì hai người cũng đã từng có hai mặt con. Khi chỉ có hai cô cháu, Thanh Vy hỏi. Cậu hai ra viện, cô Sáu có tha thứ cho ông hay không? Sáu cũng không biết, tùy má làm thế nào cũng được. Hơn nữa bây giờ Sáu già rồi, việc có tha thứ hay không với Sáu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngập ngừng một lúc, cô Sáu nói tiếp. Có điều Sáu không có tình cảm gì với ông ấy. Tình nghĩa vợ chồng có lẽ cũng đang nguội lạnh. Tha thứ hay không thì Sáu cũng chỉ vì cha mẹ già và hai đứa con mà phải chấp nhận thôi. Thanh Vy nhìn người phụ nữ trước mặt mà thương vô cùng. Nhưng bây giờ ngoài tha thứ thì thật sự cô Sáu không còn cách nào khác. Cô đắn đo có nên nói cho cô Sáu biết chuyện công hòa với cô nhân tình tên Duyên hay không. Nhưng cô đã kịp dừng lại. Bởi cô nghĩ hãy để cho cô được bình yên với những ký ức và kỷ niệm của một thời vợ chồng khi ông Hòa chưa mắc sai lầm. Còn hơn biết rồi lại thêm sự đàn vặt và đau khổ. Ngày Asaki trở lại Việt Nam cũng là lúc Thanh Vy phải đi làm. Vừa bước chân vào công ty, cô nhìn thấy Trần Kiên trong bộ quần áo bảo vệ mà buồn cười. Cứ tưởng hai người sẽ nói chuyện gì đó với nhau, thì anh sẽ bố trí cho anh ấy làm một việc gì đó. Ai ngờ lại là bầm bảo vệ. Kéo tay Asaki, cô nói. Mình giao cho anh ấy làm bảo vệ có hơi quá đáng không anh? Asaki cười. Bảo vệ thì sao? Trước mắt cứ thế.
chỉ có nhân viên bảo vệ mới có quyền đi xung quanh công ty. Ngoài chức năng bảo vệ còn là mật thám cho anh nữa chứ. Em hiểu rồi. Vẫn làm trợ lý cho em đúng không? Anh ý. Anh thì tự nguyện làm trợ lý cho em cả đời. Nhưng mà cuộc họp ngày hôm nay, anh sẽ có món quà tặng cho em. Là quà gì? Bật mí một chút. Anh sẽ giữ bí mật đến hồi kết. Cả hai người cùng cười rồi đi vào phòng họp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nên cuộc họp hội đồng quản trị nội dung rất quan trọng. Thì Asaki vẫn đi bên cạnh Thanh Vi thì ai cũng tươi cười chào hỏi. Không còn bất ngờ như lần trước, Asaki liếc ánh mắt về phía ông Trương, thấy ông ta cúi mặt xuống, không có trạng thái tiếp đón như lần trước. Nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Khi Thanh Vi đứng lên để giới thiệu trợ lý Asaki, thì anh ngăn lại xin được phát biểu trước. Anh nói: Tôi là Asaki. Tôi đến từ đất nước Nhật Bản. Tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua. Kể từ giờ phút này, tôi xin đóng góp 51% cổ phần của công ty và trở thành cổ đông lớn nhất vào thời điểm này. Mọi người ồ lên ngạc nhiên và Asaki nói tiếp: Sở dĩ tôi đầu tư vào công ty này là vì vợ sắp cưới của tôi, cô Thanh Vi. Sau khi làm xong thủ tục kết hôn, tôi sẽ tặng cho vợ 20% cổ phần. Như vậy, người đứng đầu trong công ty vẫn là cô Hoàng Thanh Vi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các cô chú, anh chị có kinh nghiệm cùng hỗ trợ. Và tiếng xì xào bên dưới: Úi dồi ôi, vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nghe nói còn là võ sư rồi đấy. Con gái ông Vũ Hoàng may mắn gặp được cậu ta. Thanh Vi cũng vô cùng bất ngờ. Lúc đầu cô chỉ muốn giới thiệu anh là trợ lý giám đốc để hỗ trợ cô trong công việc. Ai ngờ bây giờ anh lại làm sếp của cô thì lại càng vui mừng. Kéo tay anh, cô hỏi nhỏ: Không nói trước với em, tiền ở đâu mà anh có? Anh bán cái công ty bên Nhật rồi. Trước mắt mình phải thật mạnh về đồng vốn, thì quyền sinh quyền sát đều trong tay. Vậy anh làm tổng giám đốc, em sẽ làm phó nhé. Em nên làm giám đốc để cho ba Hoàng được vui, cố lên. Rồi anh kể cho cô nghe những ngày anh trở về Nhật. Anh xin ý kiến cha mẹ được chuyển công tác lâu dài Việt Nam, vì anh yêu Thanh Vi và quyết định cưới cô ấy. Lúc đầu ông bà Yasu cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao thì Asaki cũng là con trai trưởng. Nhưng nghĩ vì cô gái Thanh Vi cũng chỉ có một mình, hoàn cảnh thật là éo le, không thể rời bỏ Việt Nam để đi theo chồng. Thôi thì vì hạnh phúc của con mà ông bà đồng ý cho phép con chuyển nhượng công ty, mang vốn sang Việt Nam đầu tư. Những ngày sau đó, không chỉ mình Thanh Vi mà ngay cả Asaki cũng phải tìm tòi nghiên cứu. Cũng may được chị Hà và Duy Hùng hỗ trợ nên dần dần mọi hoạt động cũng đi vào quỹ đạo. Ngay từ đầu Asaki nhắc nhở Thanh Vi về chuyện ông Trương ngoài tỉnh, nhưng đó là chuyện riêng của ông ấy. Còn anh kiểm tra mọi việc đều không có gì xảy ra. Sáng nay vừa đến công ty thì chị Hà đã đứng đón từ ngoài cổng với nụ cười nở trên môi làm Asaki ngạc nhiên. Quay sang nhìn Thanh Vi, anh thấy cô đang cười rồi nhắm mắt với chị Hà thì liền hỏi: Có chuyện gì đấy? Thanh Vi cười: Chị Hà muốn mời mình đi ăn sáng chứ có gì đâu mà anh căng thẳng như vậy. Đúng lúc đó thì Trần Kiên cũng đang dắt xe về nhà. Thanh Vi gọi làm anh quay lại: Anh Kiên. Trần Kiên ngạc nhiên khi nhìn thấy cô Hà phòng kế toán và hai người thì không hiểu chuyện gì. Em gọi anh à? Đúng rồi, mời anh đi ăn sáng với tụi em. Để nguyên quần áo như vậy á? Ui da, đi ăn sáng chứ có phải đi nhà hàng đâu mà phải ăn mặc sang trọng. Lúc này thì Asaki đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ghé tai Thanh Vi và nói nhỏ: Em chuyển sang làm nghề báo mối từ khi nào mà anh không biết? Thanh Vi cười: Anh thấy hai người có đẹp đôi không? Tội nghiệp chị Hà. Từ ngày chồng bị tai nạn qua đời đến giờ mà cứ sống một mình, trong khi anh Kiên... Ok, ông mối này đồng ý. Cả hai người cùng cười. Bầu trời buổi sáng thật đẹp. Những làn gió mơn man thổi làm chân con người ta càng thêm sảng khoái để chuẩn bị bước vào một ngày mới.
Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa thay mặt cho tác giả Nguyễn Hiền gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng kết thúc cho bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Chuyên án Hoa Hồng Đen, rất hay và nhận được rất là nhiều sự quan tâm yêu thích của quý vị khán giả. Và Hồng Nhung xin được tạm dừng bộ truyện này tại đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung gặp lại nhau với một bộ truyện mới quý vị nhé. Quý vị hãy để lại bình luận ý kiến của quý vị về bộ truyện này bên dưới. Những gì quý vị thích, những gì quý vị không thích để Hồng Nhung có thể trao dấu ý kiến của quý vị để góp ý hoàn thiện kênh hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.